Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Tin vui lớn cho Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và Tổng giáo phận Huế. Đây là hai tin vui lớn, hai niềm vui này được diễn ra cùng một ngày. Xin Chúa ban cho Ngài nhiều sức khỏe, hồn xác và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Vào lúc 8:30 ngày 4 tháng 8, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 16 tiến chức, trong đó có 8 đại chúng sinh và 8 tu sĩ thuộc dòng Thánh Tâm Huế. Hôm nay là ngày tạ ơn, bởi vì 16 anh em sẽ được truyền chức linh mục qua thánh lễ này, là một hồng ân lớn lao luôn dành cho giáo hội của Chúa và cách riêng cho Tổng giáo phận Huế và dòng Thánh Tâm. Ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm tôi được 19 tuổi đời giám mục. Tôi cũng xin anh chị em hiệp ý để tạ ơn về tất cả những gì Chúa đã thực hiện trong cuộc đời giám mục của tôi. Hôm nay mùng 4 tháng 8 cũng là lễ Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy của các cha sở. Tôi xin chúc mừng tất cả các cha. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã ngỏ lời như thế với cộng đoàn tham dự thánh lễ truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế thuộc Tổng giáo phận Huế và 8 tu sĩ phó tế thuộc dòng Thánh Tâm Huế. Thánh lễ truyền chức linh mục được cử hành lúc 8:30 thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Cùng đồng tế có Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Huế, cha Anton Dương Quỳnh, tổng đại diện, cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Trước khi khởi sự thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse giới thiệu quý đức cha, quý cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa khắp các giáo phận về tham dự. Kế đó, cha tổng đại diện Anton thay lời cho gia đình giáo phận hân hoan chúc mừng hồng ân 19 năm giám mục của Đức Tổng giám mục Giuse. Bằng giọng văn dí dỏm, cha tổng đại diện hòa lại cuộc đời giám mục với những trách vụ lớn lao mà Đức Tổng đã gánh vác tại các giáo phận cũng như Hội đồng giám mục Việt Nam. Đức Tổng giám mục Giuse ngỏ lời cảm ơn cộng đoàn và khởi sự thánh lễ sau các bài đọc lời Chúa là nghi thức truyền chức linh mục. Sau đó, cha Giuse đại diện giám mục, cha Giuse bề trên dòng Thánh Tâm giới thiệu và xin Đức Tổng giám mục Giuse truyền chức cho 16 tiến chức linh mục. Đức Tổng giám mục thẩm vấn ước muốn của các tiến chức. Liền sau lời nguyện truyền chức, các tân linh mục lần lượt được mặc áo lễ, ghi dấu Chúa Kitô trong lòng bàn tay với việc sức dầu thánh, sau cùng là lãnh nhận chén thánh và trao hôn bình an của Đức Tổng giám mục. Các tân linh mục dâng lời cảm ơn quý Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân và mọi thành phần dân Chúa để nói lên niềm vui của đại gia đình Tổng giáo phận